Sau thành công vang dội của Spider-Man No Way Home, nam diễn viên Tom Holland đã đuổi kịp những đàn anh khi đã hoàn thành trilogy Người Nhện dành cho riêng mình. Chính thức bước vào một chặng đường mới, hứa hẹn sẽ hấp dẫn vào nhiều biến cố hơn trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Vậy nên là để kỷ niệm cột mốc đó, cũng như là nhân dịp Người Nhện Không Còn Nhà đang hot trở lại sau khi bản HD được lên sóng, thì chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to Weird Movie. Ngày hôm nay sẽ là tốt tuần tuột về ba bộ phim Người Nhện trong MCU. Lưu ý trong video lần này, chúng mình sẽ chỉ tập trung vào phần phim đó là Homecoming, Far From Home và No Way Home. Những sự kiện bên lề nơi Peter Parker không giữ vai trò trung tâm sẽ chỉ được nhắc sơ qua. Vậy nên là đừng mất thêm nhiều thời gian nữa, ta hãy bắt đầu thôi nào. Let's go! Sau lần đầu tiên ra mắt các Avengers tại sự kiện Civil War, Peter Parker tạm thời nói lời chia tay Tony Stark để quay trở lại về cuộc sống bình thường. Cậu được giữ lại bộ đồ Spider-Man xịn sò do người sắt tài trợ để tiếp tục cuộc hành trình người nhện hàng xóm thân thiện của mình. Với việc vừa được sát cánh bên các Avengers, Peter giờ đây đã thực sự khó để có thể chú tâm vào chuyện học hành. Thế nên là cứ sau mỗi giờ học, sau khi khoác lên mình bộ đồ Spider-Man, Peter Parker đu lượn khắp thành phố và giúp đỡ người dân. Cho đến một ngày nọ, Peter cuối cùng cũng có việc đáng để làm thay vì những thứ lặt vặt trong thành phố. Cậu phát hiện ra một băng cướp đang đột nhập vào trong một cây ATM, cùng với đó là những thiết bị khoa học kỹ thuật vô cùng tiên tiến. Với bản tính trẻ con và dòng máu anh hùng chạy trong cơ thể, Peter nhanh chóng lao vào và áp đảo được cả 4 tên cướp. Thế nhưng thì vì cái mồm hại cái thân, bọn cướp đã kịp sử dụng vũ khí và phá hủy một tiệm tạp hóa đối diện, khiến cho Peter phải chạy sang ứng cứu và để sống mất cả bọn. Trở về nhà sau khi làm hỏng chuyện, Peter đã vô tình để lộ thân phận người nhện của bản thân cho cô bạn thân là Ned Leeds biết. May mắn thay là Ned cũng là một người kín miệng nên không ai biết về bí mật này nữa, kể cả dì May. Quay trở lại với cuộc sống thường nhật, Peter Parker lúc này đây đang thầm thương trộm nhớ cô nàng Liz Tomb. Nắm giữ được tâm tư của cậu bạn thân, Ned đã tiết lộ chuyện Peter có quen người nhện. Liz nghe vậy đã mời cậu đến bữa tiệc tại nhà cô với hy vọng rằng anh chàng người nhện có thể ghé qua. Tuy nhiên thì một sự việc hy hữu đã xảy ra. Trong lúc mà bạn bè của Liz đã tới đông đủ và bữa tiệc đang rất nhộn nhịp, Peter dự tính sẽ mặc bộ suit vào để gây ấn tượng với cô. Nhưng bất chợt, cậu phát hiện một nhóm người đang buôn lậu và thử nghiệm những thứ vũ khí hạng nặng với thứ công nghệ tiên tiến giống bọn cướp trước đó. Peter đã ngay lập tức trốn khỏi bữa tiệc để điều tra. Tại nơi mà thương vụ buôn bán đang diễn ra, Peter nhanh chóng can thiệp nhưng rồi lại bị đánh văng bởi một chiếc găng tay sốc điện của một kẻ trong số đó. Dù bị choáng váng là thế, cậu vẫn quyết tâm theo sát băng đảng kia. Tưởng chừng như có thể tiếp cận thành công, ác nhân Vulture xuất hiện để ngăn cản và Peter đã bị gắp bay lên không trung. Sau một hồi vật lộn trên không và nhờ có thiết bị phóng dù có sẵn trong bộ đồ, cậu đã thoát được nhưng rơi thẳng xuống nước và không trồi lên được. May mắn là người sát đã xuất hiện và vớt cậu lên. Một chút thông tin về nhóm phản diện mà Peter Parker đang phải đối mặt, đó chính là băng nhóm được cầm đầu bởi Adrian Toomes hay là Vulture, người chuyên thu gom những vũ khí ngoài hành tinh từ các trận chiến của các Avengers để tái chế và đem bán ngoài chợ đen. Trở lại với hiện tại thì Tony Stark dù không đích thân xuất hiện ở đó, nhưng vẫn khuyên Peter rằng cậu nên tránh xa chuyện này và để người khác lo. Peter đành lủi thủi về nhà và bất ngờ phát hiện ra một lõi năng lượng bị băng đảng kia để rơi lại. Đương nhiên với bản tính tò mò, Peter cùng với Ned đã đem nó về trường để khám phá. Không hề hay biết rằng đây là một quả bom sẽ sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào nếu bị tia cực tím chiếu qua. Trong lúc đang tìm hiểu về thứ đồ chơi mới, thì bất ngờ đám người kia xuất hiện để truy vết vũ khí mình bỏ rơi. Trong đó có Herman Shot, người đã bị Peter cài thiết bị theo dõi vào để giám sát. Sau khi phát hiện ra đám người này đang hướng đến Washington DC, Peter đã gia nhập vào tuyển thi vấn đáp của trường để đến nơi dự thi tiện cho việc theo dõi. Đồng thời thì cậu cũng tháo thiết bị theo dõi trong bộ đồ ra để Tony và Happy không thể giám sát được mình nữa. Với việc bộ đồ đã được tắt chế độ dành cho con nít xài và đã kích hoạt toàn bộ chức năng, Peter đã thành công trong việc bám theo và ngăn chặn được Vulture lấy cắp một kiện hàng vũ khí. Thế nhưng thì vì bất cẩn, Peter đã không may bị kẹt vào trong chính chiếc xe tải đó và bị nó đưa đến kho lưu trữ của Ủy ban Kiểm soát Thiệt hại, nơi mà an ninh được cho là tối cao và không thể xâm phạm. Trong lúc bế tắc trong việc tìm đường ra, Peter biết rằng lõi năng lượng mà Ned đang giữ chính là một quả bom, nên cậu đã cố hết sức để tìm cách mở khóa được cánh cửa tại kho, cuối cùng thành công trong việc giải cứu bạn bè của mình. Ở đài tưởng niệm Washington DC, nhóm bạn của Peter sau khi chiến thắng tại cuộc thi đã lên đó tham quan. Sau khi đi qua máy quét, lõi năng lượng kia đã phát nổ, khiến cho tính mạng của nhóm bạn lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Rất may ra sau đó, Peter đã đến kịp lúc với tất cả sức mạnh của mình. Cậu đã trèo cực kỳ nhanh lên đài tưởng niệm và lao thẳng vào trong để cứu tất cả mọi người. Trở về New York, thông qua AI trong bộ đồ, Peter đã tìm ra được Aaron Davis là một khách hàng hôm trước dưới cầu với băng nhóm kia. Sau khi đến tìm gặp Aaron, Peter biết được rằng chúng sắp sửa có một giao dịch nữa tại phà Staten Island. Đúng như những gì Davis nói, một cuộc giao dịch đang diễn ra tại đây và dòng máu anh hùng của Peter lại nổi lên. Cậu lao xuống và khống chế bọn tội phạm, nhưng khi Vulture xuất hiện, mọi chuyện đã thay đổi. Hắn thành công đưa đồng bọn của mình rời đi và để lại cho Peter một khẩu súng, thứ đã chia cắt con phà ra làm đôi. Bằng tất cả những nỗ lực của bản thân, tưởng chừng như con phà đã bình yên, nhưng rồi nó cũng đã vỡ vụn. Người sát lúc này lại một lần nữa kịp thời xuất hiện và giải quyết thành công vấn đề.
Lần này thì không còn là điều khiển từ xa. Tony Stark bước ra từ bộ giáp và trách móc cậu, đồng thời cũng tịch thu luôn lại bộ đồ để trừng phạt cho sự thiếu suy nghĩ của Peter. Quay trở lại với cuộc sống hàng ngày mà không có tư tưởng gì về nhóm Avenger nữa, Peter đã có một chút an ủi khi đã được Liz chú ý và mời cậu đến buổi tiệc ở trường. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, Peter phát hiện ra Adrian Toomes chính là bố của crush mình, và hắn ta cũng đã nắm thóp được thân phận của cậu. Cũng ngay buổi tối đó, Peter phát hiện ra được kế hoạch của Adrian chính là muốn cướp lấy kiện hàng vũ khí sắp được vận chuyển đi ở tòa tháp Stark. Không còn cách nào khác, Peter đành bỏ lại Liz tại buổi tiệc, mặc bộ đồ handmade của bản thân để ngăn chặn hắn. Dù bị phục kích bởi Herman Shot, nhưng nhờ có Ned ứng cứu kịp thời và hỗ trợ cậu hết mức có thể, Peter đã thành công bám theo được Adrian với chiếc xe mướn tạm thời từ Flash Thompson. Tại nơi mà Adrian đang chuẩn bị cho kế hoạch của mình, Peter đã thất bại thảm hại khi bị bộ đồ Vulture của hắn làm sập trần nhà và cậu bị vùi dưới đống đổ nát. Không chấp nhận khuất phục, Peter đã tự mình vực dậy và âm thầm bám theo hắn lên không trung. Giao tranh ngay lập tức xảy ra. Peter dù ngăn cản được công cuộc cướp bóc của Adrian, nhưng đã vô tình khiến cho máy bay rơi thẳng xuống một khu đất trống. Tên Vulture ngay sau đó đã không chấp nhận bỏ cuộc, hắn cố gắng lấy một kiện hàng trong khi bộ đồ bay đang trở nên quá tải. Nhận ra được tình hình, Peter thành công kéo hắn trở lại mặt đất và giữ tính mạng hắn an toàn để giao nộp lại cho cảnh sát. Mọi chuyện trong Spider-Man Homecoming khép lại khi mà Peter nhận được sự công nhận của Tony Stark và Happy. Cậu cũng được Tony Stark đích thân mời vào đội Avenger và cung cấp cho một bộ đồ Iron Spider rất xịn sò. Nhưng lúc này thì Peter chỉ muốn ở lại nơi sinh sống quen thuộc của bản thân và bảo vệ mọi người, nên cậu đã từ chối lời đề nghị này, để lại Tony bơ vơ với cuộc họp báo bên trong đang cần phải được chữa cháy gấp. Tuy nhiên thì Tony lúc này đã tin tưởng và giao lại Peter bộ đồ Spider-Man, và vì quá phấn khích vì sự công nhận này, Peter đã vô tình để lộ thân phận của mình cho dì May biết. Peter Parker của ta sau khi đã hiểu được trách nhiệm của bản thân là gì thì cũng đã ngay lập tức bị cuốn vào một cuộc chiến mới có tầm vóc to lớn hơn với sự xuất hiện của Thanos. Trận chiến mà Peter tham gia sau đó cùng với Tony Stark, Doctor Strange và đội Guardian of Galaxy trên hành tinh Titan đã thất bại toàn tập. Bản thân của nhện nhọ cũng bị ảnh hưởng bởi cái búng tay của Thanos và biến mất trong 5 năm. Đến khi trở lại, cậu chỉ kịp thời nói được vài câu với Tony trước khi người chú mà cậu yêu thương đã hy sinh bản thân mình để kết thúc trận chiến. Trở về sau 5 năm bị bay màu, Peter Parker cùng với Ned vẫn phải theo học ở trường trung học cũ để chứng kiến những ai không bị bay màu trong khoảng thời gian qua đã trưởng thành một cách đáng ngạc nhiên. Đây cũng là thời điểm mà trường Midtown đang lên kế hoạch tổ chức một chuyến tham quan ở châu Âu. Và đây chính là cơ hội mà Peter muốn có để có thể tỏ tình với crush mới của mình, chính là Michelle Jones. Và buổi tối cùng ngày, Peter đã cùng với dì May tổ chức một buổi từ thiện và chịu rất nhiều áp lực từ cánh báo chí, khi mà ai ai cũng thắc mắc rằng liệu cậu có phải là người sẽ thay thế Iron Man hay không. Peter bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ Nick Fury, nhưng cậu đã làm ngơ và để cho Happy giải quyết. Vì giờ, Peter chỉ muốn dành thời gian để nghỉ ngơi. Tại Ý, tưởng chừng như là Peter sẽ có thời gian để lên kế hoạch tỏ tình với MJ, nhưng rồi thì một sinh vật không rõ nguồn gốc với cơ thể hoàn toàn từ nước đã bất ngờ xuất hiện và tấn công mọi người. Peter với tâm thế không đề phòng đã không thể ứng biến được trước hoàn cảnh này. Tuy nhiên thì một nhân vật tự xưng là Mysterios đã bất ngờ xuất hiện và chế ngự thành công được nó. Vừa vui mừng vì tưởng đã có người hùng khác thay mình làm nhiệm vụ, nhưng Nick Fury sau đó đã tiếp cận được với Peter và ra lệnh cậu phải hợp tác. Đồng thời thì Nick cũng đã đưa cho Peter chiếc kính được tích hợp trí tuệ nhân tạo Edith mà Tony Stark đã để lại, cũng như là giới thiệu Quentin Beck, người đứng sau nhân dạng Mysterio với Peter. Quentin lúc này mới giải thích tường tận về mọi chuyện, rằng anh đến từ một vũ trụ song song khác, nguồn gốc của các Elementals đang xuất hiện trên trái đất. Bất chấp việc Peter một mực từ chối vì lo sợ mọi người trong lớp sẽ nghi ngờ, Nick đã cử người khác đến để thay đổi luôn toàn bộ lịch trình tham quan cho phù hợp với kế hoạch. Trên xe tham quan, Peter đã tiếp tục gây rối khi tò mò về chiếc kính và mém chút nữa làm hại đến bạn của mình. May mắn là cậu đã tự mình giải quyết mọi chuyện êm xuôi. Đêm đó tại Baraha, nơi mà theo kế hoạch là Fire Elementals sẽ xuất hiện, sau khi đánh lạc hướng được toàn bộ bạn bè để họ được đến nơi an toàn, Peter đã khoác lên mình bộ suit mới để dễ bề hành động. Nhưng khi quái vật bắt đầu ló dạng, Ned và Betty lại lẻn ra ngoài và đối mặt với nguy hiểm, buộc cho Peter phải vừa chiến đấu vừa phải bảo vệ cặp đôi nên không thể làm được gì. Sau cùng thì Mysterios đã phải xả thân mình để có thể tiêu diệt được sinh vật lửa này. Sau sự việc lần này thì Peter đã vô cùng cảm kích Quentin và cũng như cảm thấy mình không xứng đáng để sở hữu di sản mà Tony Stark để lại. Chính vì thế mà dù rằng rất đắn đo, Peter vẫn quyết định giao lại Edith cho Quentin Beck. Tuy nhiên, Peter đã không hề hay biết được rằng mọi sự việc xảy ra xung quanh cậu và cả Nick Fury mấy ngày vừa qua đều một tay Quentin và các đồng bọn có mối hận thù sâu đậm với nhà Stark tạo ra. Trở về lại khách sạn với bạn bè, sau khi trút bỏ hết gánh nặng của bản thân, Peter đã đi dạo cùng với MJ với mục đích tỏ tình với cô. Nhưng không ngờ rằng MJ đã nắm được sơ sơ về việc cậu chính là Spider-Man. Đang hoang mang và không biết giải thích sao cho thỏa đáng, Peter đã phát hiện ra một máy chiếu mà Quentin đã cùng với đồng bọn đã bỏ quên. Cậu sau đó đã vô cùng bàng hoàng khi biết được rằng các Elementals đều là nhân tạo. Tạm gác lại lời tỏ tình cũng như là thừa nhận mọi việc với MJ, Peter đã tức tốc chạy đi gặp Nick Fury để giải quyết tình hình.
Thế nhưng thì cậu đã chậm hơn Quentin một bước. Hắn ta phát hiện ra mình đã bị lộ nên đã lên kế hoạch trước để đón đầu Peter. Một màn kịch và hàng loạt những ảo ảnh do một tay Mysterious cùng đồng bọn gây dựng lên đã hoàn toàn đánh lừa được Peter, khiến cho cậu khai ra MJ, Ned và Betty đã biết mọi chuyện, trực tiếp khiến họ lọt vào tầm ngắm của Quentin. Bản thân của Peter bị ép đến đường cùng và bị một đoàn tàu xe lửa cán ngang. Nếu không nhờ có cơ thể phi thường của bản thân, Peter đã phải mất mạng. Nhưng rồi sau đó thì cậu chỉ ngất đi rồi tỉnh dậy ở Hà Lan và được Happy đến đón. Sau khi bình tâm trở lại, Peter đã bắt đầu chế tạo một bộ đầu mới để lên đường đến London, hòng hạ gục Mysterious và cứu bạn bè của mình. Về kế hoạch của Quentin Beck, hắn ta muốn trình diễn một hiểm họa mang tầm vóc Avengers giữa thủ đô xứ sở sương mù với đám drone từ Edith để có thể nhắm vào đám bạn của Peter hòng triệt tiêu đầu mối. Nhưng rồi thì kế hoạch của hắn đã gặp trục trặc. Với bộ suit mới của mình, Peter đã lao thẳng vào trong ảo ảnh do Quentin tạo ra và gây nhiễu loạn trong đó. Tuy nhiên thì vì đám drone được triệu tập từ Edith quá nhiều, Peter đã nhanh chóng bị áp đảo bởi số lượng của chúng. Nhưng lần này thì Peter đã tập trung hơn, bất chấp việc đã hết tơ, cậu vẫn có thể tận dụng những đồ vật có sẵn và vượt qua đám drone, thành công ngăn chặn Quentin đang muốn giết bạn bè mình. Trong trận chiến cuối cùng giữa Spider-Man và Mysterious, với Spider-Sense đã được phát triển của bản thân, Peter đã dễ dàng vượt qua hàng loạt ảo ảnh cũng như là đám drone để hạ gục được Quentin và giành lại được Edith. Tưởng chừng như là rắc rối đã tạm thời khép lại và Peter đã có thể hạnh phúc với MJ, nhưng rắc rối khác lại ập đến với nhện nhọ của ta khi mà trước khi bị đánh bại, Mysterious đã kịp để lại một đoạn ghi hình đổ oan cho cậu, đồng thời là tiết lộ thân phận của Spider-Man với toàn bộ thế giới. Với việc danh tính của bản thân bị lộ, đồng thời bị gán ghép cho tội danh giết người, ngay sau khi những đoạn video dàn dựng được đài Daily Bugle phát sóng, Peter và những người thân của mình ngay lập tức phải hứng chịu búa rìu của dư luận. Những người liên quan bao gồm Peter, dì May, MJ và Ned cũng đều bị cục kiểm soát thiệt hại đưa đi thẩm vấn. Tập đoàn Stark vì dính líu đến những chiếc drone trong kế hoạch của Mysterious nên cũng đã bị đình chỉ hoạt động. Happy Hogan đã phải đứng ra chịu trách nhiệm và mọi thiết bị có liên quan đến Stark Industries cũng đã đều bị tịch thu. Peter chỉ kịp thời lấy đi bộ giáp Iron Spider. May mắn thay là mọi chuyện liên quan đến pháp luật sau đó đã phần nào được giải quyết êm xuôi nhờ sự xuất hiện của luật sư mù Matt Murdock. Chính vì thế mà các cáo buộc nhắm vào Peter sẽ không được thông qua. Tuy nhiên thì Matt vẫn khuyên Peter nên lánh đi chỗ khác một thời gian vì vẫn còn rất nhiều người không chấp nhận cậu. Bằng chứng là một viên gạch đã được ném thẳng vào trong căn hộ của dì May, nhưng Matt đã kịp thời đỡ lấy. Peter và dì May đã phải gấp rút dọn tới một nơi ở bí mật của Happy, nhưng rồi thì rắc rối vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi quay trở lại trường học, Peter và bạn bè của mình đã ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của tất cả mọi người và là chủ đề được bàn tán sôi nổi trên khắp các mặt báo. Sự việc còn nghiêm trọng tới nỗi mọi đơn xin nhập học vào các trường đại học của Peter, MJ và Ned đều bị bác bỏ. Đến cả MIT, ngôi trường mơ ước của cả ba cũng không ngoại lệ. Với Peter thì có thể dễ hiểu khi mà cậu đang khiến dư luận chia làm hai phe đối lập. Nhưng với MJ và Ned thì đây rõ ràng là một sự bất công không đáng có. Không muốn tương lai của bạn bè bị vạ lây bởi mình, Peter đã chợt nảy ra một ý tưởng, đó là đi gặp Doctor Strange để nhờ sự trợ giúp. Tại thánh đường Sanctum Sanctorum, Wong nay đã lên nắm giữ chức phù thủy tối thượng. Sau khi Strange bị bay màu suốt 5 năm, Wong cũng chính là người đầu tiên bác bỏ ý tưởng mà Strange đề ra để giúp Peter. Thế nhưng thì sau đó anh chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng trước khi rời đi. Ban đầu thì Strange dự tính sẽ sử dụng thần chú Rune of Call, một loại phép thuật giúp đối phương quên đi một điều gì đó. Và thứ mà Strange định thực hiện chính là khiến cho toàn bộ mọi người quên đi Spider-Man là ai. Tuy nhiên thì người tính không bằng trời tính. Trong quá trình làm phép để mọi người quên đi người nhện, Peter đã 5 lần 7 lượt nói về việc cậu muốn những người quen của mình vẫn biết Peter Parker là Spider-Man. Và sau cụ thể là 5 lần biến đổi thần chú, đặc biệt là câu nói cuối cùng của Peter thốt ra: "Những ai từng biết Peter Parker là Spider-Man thì vẫn phải biết", đã khiến cho phép thuật của Strange hỗn loạn và phù thủy tối thượng phải hủy nó ngay lập tức. Nhưng rồi thì mọi sai lầm đều phải trả giá. Câu nói cuối cùng của Peter chính là mấu chốt để thay đổi phép thuật của Strange. Thay vì xóa trí nhớ của mọi người về việc Peter Parker là Spider-Man, thì Strange đã vô tình kéo những ai biết Peter Parker là Spider-Man từ khắp các đa vũ trụ đến với vũ trụ MCU. Rất may là Strange đã kịp thời hủy phép, nên chỉ có 5 phản diện biết được thân phận thực sự của Spider-Man bị kéo đến thế giới này, cùng với 2 phiên bản khác của Peter Parker. Ngoài ra thì Eddie Brock cùng với Venom cũng đã đồng thời được dịch chuyển tới. Sau khi phá hỏng thần chú, cộng thêm việc Strange biết được rằng Peter chưa hề cố gắng liên hệ với MIT để thuyết phục họ, Strange đã ngay lập tức đả thông kinh mạch cho chàng nhện ngáo và đuổi cậu ra ngoài. Peter sau đó cũng đã liên hệ với Flash và sẽ nói với mọi người rằng cậu là bạn thân, để chàng thiếu gia chỉ cho cậu cách để liên hệ với giáo viên của MIT. Với những thông tin có được, Peter đã ngay lập tức khoác lên mình bộ đồ Iron Spider và đi tìm gặp phó hiệu trưởng của MIT. Và tại cây cầu dẫn đến sân bay, rắc rối do chính Peter gây ra đã tìm tới cậu. Tiến sĩ Bạch Tuộc, Otto Octavius, đã xuất hiện và làm loạn.
Dù sở hữu công nghệ tiên tiến của Tony Stark trong tay, nhưng Peter đã rất khó khăn trong việc cố gắng ngăn cản Doc Ock. Mãi cho đến khi gã tiến sĩ bạch tuộc cố gắng hấp thụ công nghệ nanotech của bộ giáp, gián tiếp giúp Peter có thể điều khiển được những xúc tu máy, thì ông mới bị khống chế. Trong lúc đang cố gắng giải thích cho Doc Ock rằng mình không phải Peter Parker mà ông đang tìm, Green Goblin cũng đã bất ngờ xuất hiện, nhưng rồi thì cả hai đã được Doctor Strange triệu hồi về lại thánh đường Sanctum Sanctorum. Tại đây, Doctor Strange mới giải thích tường tận mọi chuyện và cho Peter biết về tình hình hiện tại. Phù thủy tối thượng cũng đã rất vất vả mới có thể áp chế được Lizard. Strange sau đó cũng đã cho phép Peter gọi MJ và Ned tới để hỗ trợ mình trong quá trình truy bắt các phản diện bị đưa đến. Cậu cũng đã được cấp cho một chiếc máy bắn tơ có tích hợp phép thuật để dễ dàng bắt giữ các đối tượng đang gây rối ở ngoài. Với những thiết bị mới, Peter đã nhanh chóng định vị được vị trí của Electro. Tại đây thì cậu cũng đã gặp được Sandman. Nhờ mối quan hệ tốt giữa Flynn Marco và Peter Parker ở vũ trụ khác, người Cat đã hỗ trợ cậu trong việc vây bắt Electro và cả hai đã thành công trong việc áp chế người điện. Peter nhanh chóng đưa cả Flynn về nơi giam giữ để tìm cách giải quyết. Sau khi sửa chữa xong những thiệt hại mà Electro gây ra, Peter đã nhận được một cuộc gọi từ dì May và biết được rằng Norman Osborn đang ở đó. May mắn thay là Norman hiện tại đã tỉnh táo hơn đôi chút. Nhân cách yêu tinh xanh của ông đang không lên nắm quyền nên dì May vẫn an toàn. Peter vì thế cũng dễ dàng tiếp cận và quay về Sanctum Sanctorum. Doctor Strange lúc này cũng đã xuất hiện với chiếc hộp chứa thần chú lỗi bên trong. Đây cũng chính là công cụ giúp đưa các phản diện quay trở về với vũ trụ của mình. Tuy nhiên, khi biết được câu chuyện rằng các phản diện khi quay về lại vũ trụ của mình đều sẽ chết do phải đối đầu với Spider-Man, Peter đã suy nghĩ lại và cướp chiếc hộp từ tay của Strange. Cuộc chiến giữa Pháp Sư Tối Thượng và Người Nhện sau đó đã nổ ra ở bên trong thế giới gương của Strange. Dù ban đầu, Peter đã bị áp đảo đôi chút, nhưng nhờ một chút kiến thức về hình học của bản thân, Người Nhện hàng xóm thân thiện đã xoay chuyển được tình thế và bẫy được Doctor Strange, trói vị pháp sư tài ba lơ lửng tại Grand Canyon suốt 12 tiếng đồng hồ sau đó. Quyền tự quyết bây giờ nằm trong tay của Peter. Cậu đã quyết định sẽ đưa các phản diện về nhà của mình để loại bỏ đi các vấn đề của họ. Và với một thiết bị hiếm hoi còn sót lại của Tony Stark, Peter đã thành công trong việc sử được con chip điều khiển của Doc Ock và khiến ông có thể tự mình kiểm soát những chiếc xúc tu. Đồng thời thì cậu cũng chế được thiết bị để rút hết điện từ ra khỏi người của Max và loại bỏ huyết thanh xấu xa khỏi người của Norman. Nhưng rồi thì nhân cách của Green Goblin đã trở lại và bắt đầu gây rối. Ngoại trừ Doc Ock đã bị Electro đánh văng ra ngoài và Sandman bỏ đi ra, thì các phản diện khác đều vồ lấy Peter và đánh cậu bầm dập. Trong cái rủi còn có gáy xui, khi mà Jonah Jameson cũng đã xuất hiện ở đó để đưa tin xấu về người nhện. Với những khả năng còn quá hạn chế của bản thân, Peter đã dễ dàng bị Norman áp đảo về mọi mặt. Mọi chuyện sau đó còn tồi tệ hơn khi mà gã yêu tinh xanh đã điều khiển được ván trượt của mình, khiến cho dì May bị thương nặng và rồi bà cũng không qua khỏi. Các phản diện sau khi làm loạn thì cũng đánh bài chuồn. Mặt khác thì MJ và Ned vì không nghe thấy Peter liên lạc nên đã tìm cách để gặp cậu. Với chiếc nhẫn của Doctor Strange trong tay, Ned đã vô tình thi triển được phép thuật và mở ra các cổng phép, vô tình đưa cả hai chạm mặt với hai phiên bản khác của Peter Parker. Hai phiên bản đó bao gồm người nhện đời đầu Tobey Maguire và người nhện Andrew Garfield. Nhờ những gợi ý của hai người quen xa lạ, MJ và Ned đã tìm được Peter Parker chính. Với sự chia sẻ về gánh nặng của người nhện cũng như là những mất mát đã phải trải qua, Toby và Andrew đã giúp cho nhện Tom nguôi ngoai và suy nghĩ thấu đáo về mọi chuyện, đồng thời bắt đầu tìm cách sửa sai. Sau khi chuẩn bị hết tất cả những vật dụng cần thiết, Peter đã thông qua Daily Bugle để dụ toàn bộ người nhện đến tượng nữ thần tự do để giải quyết. Cả ba phản diện trừ Green Goblin và Doc Ock sau đó cũng đã nhanh chóng kéo đến và phá vỡ bầu không khí trò chuyện vui vẻ của ba Peter Parker. Với việc bản thân Spider-Man là người hùng độc lập, cả ba người nhện sau khi teamwork với nhau thì cực kỳ tệ và nhanh chóng gặp rắc rối. May mắn là nhện Tom có chút kinh nghiệm với nhóm Avenger nên cả ba sau đó đã phối hợp nhịp nhàng hơn và nhanh chóng áp đảo lại được các phản diện. Trong lúc đó thì Ned và MJ với nhiệm vụ giữ an toàn cho chiếc hộp ma thuật thì lại gặp rắc rối khi mà Ned không biết cách đóng lại cánh cổng và bị Lizard nhắm tới. May mắn là Peter đã đến kịp để giải nguy. Sandman và Lizard sau đó đã nhanh chóng bị áp chế và được bài trừ các năng lực ra khỏi cơ thể của họ. Riêng Electro thì lúc này đây đang quá mạnh và cả ba Spider-Man vẫn không thể chống lại được. Rất may cho cả ba rằng Doc Ock đã xuất hiện và gắn thiết bị hấp thụ điện năng vào người của Max, khiến cho gã người điện cũng bất lực. Mọi chuyện đã tạm thời êm xuôi. Doctor Strange cũng đã xuất hiện sau khi Ned cố gắng mở đại một cánh cổng để chạy trốn, vô tình tạo đường về cho ngài bác sĩ lạ sau 12 tiếng. Strange đương nhiên là vô cùng tức giận với Peter nên đã định sử dụng chiếc hộp phép thuật để trả lại các biến thể của người nhện lẫn các phản diện về vũ trụ của mình. Nhưng rồi thì Norman Osborn xuất hiện, hắn sử dụng quả bom bí ngô và khiến chiếc hộp phát nổ. Đa vũ trụ bắt đầu được mở ra, các phản diện khác nhau của người nhện bắt đầu ồ ạt kéo đến. Mọi chuyện sau đó đã trở nên rối tung và cả ba người nhện ai cũng vất vả khi đối đầu với các ác nhân của họ. Cuộc chiến tay đôi giữa nhện Tom và Norman xảy ra là một điều tất yếu. Lần này thì Peter đã vững vàng hơn và nhanh chóng áp đảo được yêu tinh xanh. Thậm chí cậu đã định dùng ván trượt của hắn để kết liễu gã phản diện như cách mà hắn đã làm với dì May. Tuy nhiên thì do đã học được một bài học từ quá khứ,
nhện Toby đã có mặt đúng lúc để ngăn không cho Tom bước qua khỏi ranh giới của mình. Anh sau đó cũng vì không chú ý nên đã bị Norman đâm sau lưng một phát. May mắn là không bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhện Tom lúc này cũng đã rất tỉnh táo. Khi mà thay vì dồn sự tức giận của mình lên người của Norman, thì cậu đã chộp lấy thiết bị giải huyết thanh trong người của Green Goblin từ tay của Andrew và tiêm vào người gã, khiến Norman trở lại bình thường hoàn toàn. Mọi chuyện chưa kết thúc dễ dàng như vậy. Đa vũ trụ ngày càng rộng mở và Dr. Strange không thể đóng nó lại được nữa. Không còn cách nào khác, Peter đã đề nghị Strange làm phép để mọi người quên hết mọi thứ về Peter Parker. Cậu tranh thủ nói lời chia tay với hai người đàn anh của mình, cả MJ và Ned. Sau đó thì phép thuật của Strange diễn ra, mọi người chính thức không biết về cái tên Peter Parker. Các biến thể của người nhện và các phản diện được trả về vũ trụ của mình. Cả Eddie Brock và Venom, dù chưa kịp đi tìm Peter, cũng đã bị trả về. Nhưng trước khi rời đi, thì Venom đã vô tình để lại một phần tế bào của mình ở lại vũ trụ của MCU. Sau khi đã để mọi người quên hết mình là ai, Peter đã không làm đúng lời hứa là sẽ đến tìm MJ và Ned để giải thích mọi chuyện. Nay cậu đã quyết định để những người thân yêu nhất của bản thân tránh xa ra khỏi những hiểm nguy và tự mình bắt đầu một cuộc sống mới một cách cô độc. Peter đã âm thầm lặng lẽ đi thăm mộ dì May, ở riêng trong một căn hộ tương đối sụp sệ và lạnh lẽo. Ngày ngày âm thầm làm người nhện hàng xóm thân thiện để bảo vệ người dân tại thành phố New York. Và đó chính là toàn bộ hành trình phát triển và trưởng thành của người nhện Tom Holland trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Liệu chúng mình có bỏ sót chi tiết nào hay không? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở bên dưới phần bình luận. Đừng quên subscribe cho Way to Where Movie cùng nút chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào về phim ảnh mà chúng mình sẽ ra mắt trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Way to Where, out.